Chà, để dành được bao lâu bây giờ, năm mới Tết đến là mình phải mua một chiếc xe mới. Ê, lấy cái kèm nha. Mình sẽ tua nhanh tí cái khúc khôi ha. Lâu lắm rồi mới đập thùng bốc trên một em nào đó. À, nhưng mà đầu tiên nè, mình sẽ soi cho mọi người xem nó là cái gì. Đây, Honda Dream. No, nó là Dream Bike, nó là một chiếc xe mơ ước, một chiếc xe ước mơ đó. Nói chung là cái xe này sẽ chấp cánh ước mơ, sản xuất bởi hãng Bolini danh tiếng, chuyên sản xuất xe đua dành cho những nài chuyên nghiệp, chính hãng từ Ý. À, xe này được nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện. Đấy, Mini Bike 911 Ariya 6.2 ngựa. Đấy, 6.2 mã lực là nó khoảng mấy con mà Exciter đó, cả cỡ đó đó. Đó, có tem nhập khẩu từ Ý về. Giờ mình coi coi bên đây thùng thì nó cũng y vậy thôi. Giờ mình sẽ khui thử bên trong nó có gì ha. Chà, cái thùng nó rất là gọn đẹp. Đầu tiên thì có một cái cục mút chặn hai cái này, có vẻ ha, nó là hai gác chân đồ chơi. Nhìn cũng rất là ngon đấy, cái bộ chi tiết đẹp, đồ hoàn thiện tốt này. Rồi, bây giờ thì sao đây nhỉ? Chúng ta sẽ làm sao để bê chiếc xe ra. Đây, bây giờ sẽ có một bạn phụ mình nè. Bê cái đầu. Rồi, 2, 3. Đấy. Có cái chất kìa. Có chất của mình. À, có khi mà tôi nói cái giá chiếc xe này ra, có thể mấy bạn sẽ không tin mà nói tôi xạo, nhưng thôi kệ nó. Cứ xem như tôi nói xạo đi cũng được. Bây giờ mình kích đầu, đây kích đây nè, bê lên nè, kích vô nè, và bê ở dưới đây là rồi hạ xuống, từ thôi xuống nữa. Rồi, vô rồi, ok. Cái nó lại bị à, không phải, nó nằm ở bên ngoài rồi, chính xác này nhé, nguyên thùng nguyên đai nguyên kiện. Đấy, chiếc xe này độ chi tiết sắc sảo khá là chuẩn đấy. Và nếu tôi nói cái giá chiếc xe này nó gần 3.000 đô thì các bạn có tin nổi không? 3.000 đô cho một chiếc xe chỉ một chút xíu vậy thôi. Mình sẽ kiếm cái tem xe của nó. Đâu, tem xe của nó bên đây. Đây là mẫu sản xuất năm 2017 nha. Mẫu sản xuất 2017, chính hãng của Italy. Tháng đĩa trước, tháng đĩa sau. Đây là tháng đĩa sau, một đĩa sau. Và đây là phía trước đĩa, gồm hai đĩa. Xe này là nó thiết kế y như bản xe đua thương mại luôn, là gồm hai đĩa. Và đây là dàn áo full fairing mà racing, nó không có đèn, không gì hết. Cục máy này theo như lúc mình mua thì máy này nó chỉ có 40 phân khối thôi. Nhưng mà công suất nó tới 6.2 ngựa, là nó là dòng chuyên nghiệp để mà đi đua xe. Đây, bây giờ mình sẽ thử xem cái cùm này nó ra như thế nào nhé. Ồ, cùm này có vẻ ngon đấy. Nó có thể tăng chỉnh được góc lái. Đấy. Và cùm ga này nhé. Cùm ga các bạn xem nhé, nó là cùm ga Domino, nó là cùm tăng đó. Nó chỉ chút xíu à, bạn nhìn nè. Một chút xíu thôi là hết ga rồi. Đây là cùm tăng, đây là công tắc tắt máy. Đây, rất là chuẩn. Động cơ 6.2 ngựa. Đấy. Và bô cũng là bô đồ chơi chính hãng luôn, bô Bolini chính hãng.
có cả đầy đủ cạc te che sên để tránh nguy hiểm cho trẻ em. Đấy, hộc boe thì được thiết kế gắn phía sau gấp, có nghĩa là nó sẽ lấy không khí từ đây. Đây là hộc boe nó kết nối với, thì với cái mẫu xe này nó đua trong từng đua tiêu chuẩn nên nó sẽ không có cái phục sau, mà nó sẽ chỉ sử dụng phục trước mini. Đấy, cổ bô cũng là cổ móc lò xo. Đấy, toàn bộ đồ mới hết, 100% sên bọng gì mới hết, chính hãng. Dĩ nhiên là bạn đừng bao giờ bạn đi so sánh mấy cái chiếc mà mô tô rùi 3,5 triệu một chiếc, nó không là nghĩa địa chiếc này hết. Một ga một là nó giết sập mấy con kia rồi, 6,2 ngựa lận, trong khi mấy cái con kia nó chỉ có 2 ngựa là cùng à. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu set up lại cái ghi đông của nó. Mấy người lấy cái bộ khóa mở ghi đông bên này, có gì con lục giác 5 ly nè, set lại ghi đông cho ghi đông này. Quá chuẩn. Chiếc xe này á, bạn nghĩ tôi sẽ mua để làm gì? Dĩ nhiên tôi mua tôi không có chạy đâu. Xe này tôi mua thứ nhất để tôi trưng là đẹp là chính, thứ hai là để cho con tôi tập luôn. Không giống như những ba mẹ ở cái thế kỷ trước á, thì lúc nào người ta cũng muốn mình đi học đại học rồi muốn làm cái ngành quan gì đó để mà kiếm tiền. Nhưng ở thời đại bây giờ tôi sống theo một cách mới là cho con mình chơi những thứ mà nó thích. Con tôi thích xe lắm, thích chạy xe. Bây giờ nó chạy xe hai bánh mini nó là thoải mái điều này. Vì thế nên tôi đã mua chiếc này cho nó, mình sẽ chấp cánh ước mơ cho nó. Đó chính là vì thế mà cái hãng này đặt tên cho chiếc này đó là Dream Bike, xe ước mơ của những chú nhóc. Mình sẽ chấp cánh ước mơ cho nó bằng bất cứ cái nào. Đấy, và vậy thôi, một lát nữa tôi sẽ tới cái phần nổ máy. Còn bây giờ thì tạm biệt.